nói biết không đã học tuổi giờ rồi cái gì đâu dạy à. Thế là có đem máy ở đây nhưng mà đem đi vô đây để tạo ấn tượng muốn làm nó thôi. Và cái thứ hai nữa là hầu hết những cái bài những phần này ngoại trừ ngày hôm nay thì những cái bài phía sau thì nó còn là những cái bài trong khóa được điều kiện mà các bạn không có biết gì các bạn lại có thể điều kiện ra mà đọc xong à. Còn cái bài hôm nay thì chút xíu nữa các bạn nào đó có một cái Zalo hay là có đại khái có gì đó để mà tôi gửi được thì chiều về xong rồi tôi sẽ gửi cái bài cho các bạn đọc nha. Cái gì mà nó nằm trên slide thì các bạn hãy viết, các bạn viết những cái gì nó không có nằm trên slide thôi. Thì chút xíu nữa chút chiều về các bạn sẽ được gửi slide để các bạn cần viết. Hôm nay thì lớp ta có một số bạn đang trực tuyến để mà nghe thì chắc có lẽ là chúng ta sẽ nói dành khoảng thời gian gần cuối để chúng ta kết thúc sớm chút để ta thắc mắc ở đây và thắc mắc ở đồng vô nha. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ có hai bài đó các bạn. Bài thứ nhất là cái bài cái tên của nó là cấu tạo máy thở, nhưng mà thật ra thì tôi muốn nói các bạn biết là cái máy thở mà tôi đi đó, thì nó hỏi tất cả những gì này không phải là cái máy thở nói chung mà máy thở gì thì giờ có khi ở nhà các bạn có máy thở rồi nhưng mà nó không phải là máy thở gì nghe rồi. Sau cái bài này thì ta sẽ nói một bài thì cơ bản đó là bài khó thở, nếu không biết khó thở không biết gì cho nên là ngày này quan trọng ha. Thì hy vọng các bạn sẽ tập trung để chúng ta nghe. Thì cái đầu tiên là tôi sẽ nói một số tính năng trực tiếp cho một máy thở di sơ sinh. Chúng ta nhớ là máy thở thì thường là khi chúng ta mua ta viết cái tính năng để mà đi mời thầu chúng ta hay viết tùm lum cái tên ví dụ có rằng có những cái mà chúng ta mua về ta không bao giờ xài, hiểu không ạ? Mà có những cái chúng ta xài chúng ta lại không gì trong đó, cho nên chúng ta mua đúng cái máy mà nó không phải là cái máy của Nhi. Đôi khi cái máy mất tiền, cái máy sử dụng cho rất nhiều đối tượng khác nhau nhưng mà nó không có tốt như Nhi, hiểu không? Ví dụ chúng ta mua cái máy Nhi nó chỉ có 500 triệu thôi, chúng ta mua cái máy tỷ, tỷ rưỡi, cho nên mua nó tốt cái gì đó nhỏ vài. Máy đi gửi như chắc cũng bằng cái máy 500 triệu nhưng mà cái máy 500 triệu là máy của Nhi. Nhưng mà ngược lại đó thì những cái máy mà Nhi mà đảm bảo hết tất cả năng của tôi nói đó thì đôi khi nó cũng rất là mắc chứ không thể thành ra các bạn ở nhà mà mua cái máy vài trăm triệu chắc có lẽ là không có tốt trong cái chuyện tại cho Nhi, chắc chắn nó không đủ những tính năng chúng ta đang nói cái hiểu chứ là chúng ta chỉ mua máy rất là mắc tiền mà sử dụng cho rất nhiều đối tượng chưa chắc nó tốt cho à. Rồi bây giờ một cái máy cho Nhi thì phải cần phải gì? Thứ nhất là nó phải cần có một hệ thống làm ấm ẩm khí rất là tốt, tại vì con nít mình rất là dễ bị mất nước qua đường hô hấp và mất nhiệt nếu mà nó thở với khí khô, khí không có đủ độ ẩm hoặc là khí lạnh không có đủ nhiệt độ, nhất là đối tượng sơ sinh, cho nên là cái hệ thống làm ấm ẩm rất là tốt, là cái đầu tiên ha. Thứ hai nữa là cái tay chúng ta rất là nhỏ, mình cần một cái phương pháp đo đạc rất là chính xác. Ví dụ nha, ví dụ như người ta nói là cái đo đạc tay chúng ta nó đạt 10%, nhưng mà trong cái scale của nó đó là 500 ml, 500 lít đạt 10% tức là đạt 5 chuẩn, có nghĩa là nó hiện cái số 500 lên mà cái thể tích mà nó cung cấp cho mình có thể là từ 4,5 tới 5,5, các bạn có hiểu được không? 10% là vậy đó. Nhưng mà nếu mình cho một thể tích cái không 30 ml mà nó có thể nó cộng trừ cái 50 ml thì đâu còn số nào đâu, không biết mà số rất là
Cho nên là thật ra thì cái thể tích giao thông đối với trẻ nhỏ thì rất là nhức đầu. À, nếu chúng ta nghe kỹ đầu, thật ra phải cần phải có cái phương pháp gì đó mà đo đó và có người chính xác thì mới được. Thứ ba nữa là feature nó phải nhạy tới mặt. Đứa nhỏ thì cái lượng thích của nó không có được mạnh. Mỗi lần nó thích vào để mà cái trigger máy tức là nó quạt máy thì rất là yếu, cho nên là nếu mà cái máy mà trigger nó không được nhẹ thì cái nhỏ trigger máy đầu cái nó sẽ không có giúp thở đồng bộ được. À, cái kế tiếp là máy nó biết bù thất thoát. Chúng ta nhớ là con nít thì ta sẽ đặt một cái quả không có kè, cho nên về vô gì vô á, chúng ta bơm vô 10 ml thì nó cũng mất 1, 2, 3 ml gì đó. Nếu mà máy thở nó biết bù với đó thì coi như là bệnh nhân sẽ mất cái thể tích nó đi, tại nó không có động. Cái cuối cùng là quản chết thì dĩ nhiên tôi sẽ nói từ từ nha. Thì đây là cái mô hình máy thở ha. Thì máy thở chúng ta sẽ có cái bộ phận động khí để lấy oxy với A, và sau khi dứt thở thì nó sẽ qua một bộ dây để cái đó cái ống nội khí quản. Chúng ta chỉ chắc chắn là mấy ông mà ngồi trong dung thì chắc không thấy gì đâu. À, một cái bộ dây thì nó có khả năng là nó có một cái thể tích rồi thể tích nén. Tôi lấy ví dụ nha, ví dụ như các bạn bơm một cái 100 ml vô trong bộ dây đó thì không phải 100 ml đâu, mà 100 ml đó nó làm giãn nó bộ dây ra. Sau khi bộ dây giãn nở ra, ví dụ giãn nở 20 ml đi, thì thể tích cuối cùng mà cũng phát sinh ngay dưới được cái 80 thôi, là do cái gọi là thể tích nén. Sau đó thì chúng ta nhớ là nguyên bộ dây này nó có khả năng xảy ra thất thoát bất cứ chỗ nào, bộ dây cách gì chỗ nó xảy ra thất thoát bất cứ chỗ nào, và thậm chí ta còn gắn thêm khoảng cách nữa làm sẽ nữ như thế nào đó với bệnh nhân. Để chúng ta sẽ nói từ từ ha. Đầu tiên chúng ta nói cái này có khoảng mỏng. Như vậy thì một cái máy thở mà cung cấp cho bệnh nhân á thì chắc chắn là chúng ta sẽ có một bộ phận để làm ấm và làm ẩm khí mà để chúng ta cung cấp cho bệnh nhân. Thì khí đó sẽ được làm ẩm tới con nít nha, thì sẽ được nâng cái nhiệt độ lên từ nhiệt độ của cái nguồn khí E đó là chỉ có 15 độ thôi, và sẽ nâng được cái 37 độ. À, thứ hai nữa là độ ẩm của nó hầu như là 0%, tại vì ta đi trong cái hệ thống ống độc của bệnh viện đó thì hầu như cái không khí nó không có được, nó lấy hết cái độ ẩm ra rồi. Bây giờ chúng ta làm ẩm lên độ ẩm tương đối là 100%, tức là khi mà đưa đưa đến bệnh nhân thì nhiệt độ là 37 và nhiệt độ là 37 và độ ẩm là 100%, thì cái hệ thống đó thì gọi là hệ thống làm ẩm ha. Thì chúng ta có hai kiểu, một kiểu là làm ấm giảm chủ động, tức là chúng ta phải đổ nước vô, nó phải nung nó lên thì cái nước nó bốc hơi lên, nó tạo thành ra cái độ ẩm và cái không khí được sưởi ấm, thì nó gọi là làm ấm ẩm chủ động. Ngoài ra thì có một phương pháp làm ấm ẩm khác thì gọi là làm ấm ẩm thụ động, chủ động. Cái mơ thì chúng ta sẽ nói ha. Vậy thì làm ấm ẩm chủ động thì nó có hai kiểu. Một kiểu là chúng ta nôm na là nó gọi là manual đó, ta điều khiển bằng tay, tức là chúng ta chỉnh nhiệt độ lên xuống tùy tùy theo chúng ta quan sát bằng mắt thường. Vậy ví dụ ở đây là hệ thống làm ấm ẩm mà gọi là điều khiển bằng tay đó. Nói chung là cái buồng làm ấm ẩm này, đây là cái buồng ha, đây là cái máy, đây là cái nó giống như cái nồi phía trên, cái nồi nó chứa nước nha, còn phía dưới này là cái bếp để nung nung cái nồi nước lên, thì nồi khí đi qua cái nồi nước đó sẽ được sưởi ấm, và hơi nước bốc hơi đây nó sẽ cung cấp cái hơi nước cho cái đường khí để đi vào bệnh nhân. Thì khi mà nó bốc hơi như vậy đó, nói chung là nó chỉ có một cái thiết bị làm nóng ở dưới này thôi, bị duy nhất này thì hơi nước bốc hơi lên đây. Ở đây độ nó cao để đi ra, nó tiếp xúc cái không khí ở ngoài đây, và trước khi đến bệnh nhân thì nó đi qua một cái đoạn dây rất là dài, như ở đây các bạn thấy là đi qua sau khi được nung nóng đi qua một đoạn dây rất là dài và đi đến
cái chỗ mà cung cấp khí vào trong phổi nhân thì nó phải tiếp xúc với không khí mát ở trong phòng của mình, nhiệt độ của nó đang cao nó sẽ từ từ giảm xuống. Và khi nhiệt độ cao nó giảm xuống từ từ đó thì sẽ ngưng tụ nước, ngưng tụ nước nhập vào. Do đó mình phải là đòi hỏi mình phải có một cái bể nước để chứa cái nước ngưng tụ đó. Các bạn nhớ giùm tôi, cái nước ngưng tụ này nó sẽ phải gây ra một số vấn đề. Cái này thứ nhất là khi mà đọng nước trong đây thì cái diện tích cái mặt cắt ngang của cái lòng nó bị giảm xuống. Nhiều khi không khí di chuyển không được tốt, nó sẽ là tăng sức khỏe. Đúng không? Cái thứ hai nữa là cái nước mà nó đọng đây mà nó đổ vào trong ống nội khí quản của bệnh nhân thì nó sẽ gây ra một cái chuyện gọi là tăng cái nguy cơ mà viêm phổi bệnh viện. Và mà cái nước mà đọng nước nó đổ trong khí quản bệnh nhân thì sẽ tăng nguy cơ. Cái kế tiếp là ở đây là nóng rồi đó, đi dọc dọc đây sẽ nguội bớt, nhưng mà tới đây mình đâu biết nhiêu độ, mình cố gắng một cái nhiệt kế đây. Mục tiêu của mình là cái nhiệt kế này nó phải 37, cho nên ở cái nhiệt độ ở cái buồng này nó phải tạo ra khoảng 45 độ thì ra đó còn 37. Nhưng mà thực sự ra thì cái thứ nhất là cái nhiệt kế này thường thường là mình không có gắn, thường thường như thế. Bây giờ các bạn đi đến tất cả các khoa lâm sàng mà có thở máy mà dùng cái buồng làm ẩm như kiểu này, các bạn sẽ không thấy nhiệt kế như đây. Bạn thấy là cái chỗ chữ Y của cái máy thở đây là cái chỗ mà chúng ta để gắn nhiệt kế này, nó không có gì hết. Đúng lý ra đây có một cái nhiệt kế này. Cái nhiệt kế mà chúng ta gắn đó thường thường gọi là nhiệt kế rượu. Nhiệt kế rượu tức là ở trong lòng của nhiệt kế là mặt rượu, chứ không phải là bằng thủy ngân giống như các nhiệt kế cặp nắp. Một cái nhiệt kế rượu giá khoảng 1 triệu, nhưng mà nó bạn có tay đâu em cắm gì đó. Mà cái đó nó thì dễ hư, nhưng mà giám đốc bệnh viện thì nghĩ là cái đó xài suốt cả cuộc đời không bao giờ hư, cho nên khi mà bị hư mình được lập tại tình đang mua một cái giám đốc ngạc nhiên lắm, nó mua sao mua hoài vậy, thì dễ hư cái bằng nhựa trong lòng nó bằng rượu, nhưng mà cái cục gì cái đó bằng nhựa ta giá rất là nặng, cái dễ hư trung bình cứ 6 tháng mình phải xài hai cái. Mình đi 20 năm rồi mình được có 10 máy thở thì mình phát được 10 nhiệt kế đúng không? 10 nhiệt kế mình xài 20 năm rồi nó cũng có 10 cái nhiệt kế thôi. Thì thời gian đầu thì nó có nhiệt kế, thời gian sau dĩ nhiên nó không có. Nó không có nó làm gì? Nó ước lượng bằng cách chúng ta rờ. Rờ cho nó nóng, rờ thấy nó nóng thôi gì được. Mình nóng bao nhiêu? Nhiều khi 31, 32, nhiều khi 31, 37, nhiều khi nó 31, 32 độ rồi đó, mình thấy nó mắc, đúng không ạ? Thấy vậy. Nói chung là chắc chắn hệ thống này sẽ sinh ra hai chuyện đó. Một chuyện là động nước. Động nước thì gây ra tăng sức cản của đường thở, tăng sức cản của hệ thống ống đó. Và thứ hai nữa là nó gây tăng nguy cơ nhiễm của bệnh viện lên. Và thứ hai nữa là nó không cần bao giờ nhiệt độ. Đó chắc chắn. Vậy thì ở đây các bạn thấy là cái bình làm ẩm mà chúng ta đang ở trên hội trường đưa chúng ta nè, hiện tại đang là cái hệ thống này. Hệ thống này nó được sử dụng rất là thường xuyên tại vì nó rẻ và nó không hư. Ta muốn cho nó tiên tiến hơn chứ ta phải đổi cái hệ thống khác, nó là hệ thống làm ẩm ấm tự động. Tại sao lại tự động? Tự động là gì? Mà tưởng tượng cái buồng làm ẩm này nó chỉ là một bộ phận để đun nóng thôi, và suốt trong cái đoạn đường đi từ cái buồng làm ẩm đó đi đến cái pha chi duy này thì sẽ có một cái dây điện cảm luồn như trong. Cái điện cảm này nó làm nóng tiếp tục, tức là sửa ấm cái dòng khí tiếp tục, làm cho cái dòng không khí mà đi trong bộ dây nó sẽ không bị giảm nhiệt độ xuống. Mục đích của cái điện cảm đó là vậy. Mà khi nó không giảm nhiệt độ xuống thì điều thứ nhất đầu tiên nhất là gì? Là nó không có động nước. Mà không có động nước thì không có tăng sức kháng đường thở, mà cũng không có nước đổ vô trong nội khí quản bệnh nhân, cho nên nó không có bị tăng cân của bệnh viện đâu, đúng không ạ? Thứ hai nữa là các bạn để ý là nó có hai cái sensor nó đo nhiệt độ, một sensor nó đo nhiệt độ lúc nó mới vừa ra khỏi cái buồng, và một sensor nó đo nhiệt độ ở
ngay chỗ chữ y, và nó kiểm soát nhiệt độ là 37 cộng trừ 0,5, có nghĩa là nhiệt độ của cái dòng khí của cung cấp cho bệnh nhân luôn luôn từ 36,5 tới 37,5 giờ không thay đổi, đó là cũng tự động ha. Các bạn thấy cái đó thì tôi khuyến cáo là các bạn nên dùng cái buồng làm ẩm mà kiểm soát nhiệt độ tự động cho trẻ sơ sinh. Tức là nói chung là cái gì quý giá nhất, cái gì tiên tiến nhất, cái gì hiện đại nhất thì chúng ta dành cho em bé nhỏ, đúng không ạ? Cái gì mà nhỏ nhất, cái gì mà hiện đại nhất, cái gì mà tốt nhất, cái dành cho em bé nhỏ nhất. Ở nhà cũng vậy không? Em đi chợ mua cái món gì đó mà ngon, người ta sẽ dành cho đứa út, cái nhà mình ta ăn, đúng không? Thì cái buồn ẩm này người ta dành cho trẻ sơ sinh. Nhưng mà ngay tại giai đoạn 1 này thì cũng chưa có, chưa được đó. Bệnh viện giàu mà chưa có. Thực ra thì có rồi, nhưng mà tại vì cái một trong những lý do mà cho tới hiện tại giờ nó còn rất ít là tại vì cái truyền trở này nó rất dễ bị đứt. Cái thao tác chúng ta mỗi lần sử dụng chúng ta phải luồn vô, ta kéo ra, luồn vô, kéo ra ngoài, đứt, mỗi lần đứt thì 8 triệu, mà 8 triệu cũng khá là là thường xuyên đứt quá nên là tác dụng nhân cho em là rất là nhiều, nhưng cuối cùng không ai xài tại vì nó tốn tiền quá. Nó thực sự nó tốt nha, thực sự nó tốt, tức là nó sẽ xài với cái bình làm ẩm, nó gọi là MR850 nè của cái sơ sinh theo đó, à, tốt và trẻ sơ sinh nên sử dụng. Còn đối trẻ em còn trẻ lớn thì chúng ta sử dụng hệ thống như nãy nó nói là cũng được, nó tạm chấp nhận được nha. Thì phải dùng cái bình ẩm này. À, chúng ta còn một cái phương pháp làm ẩm mà gọi là thụ động đó, là cái cục nó gọi là HME. À, cái HME là cục này ha, cục HME ha, cục này. Thì cục HME này chức năng của nó làm gì? Cái khí tạo ra của bệnh nhân á, nó mang hơi ẩm với nhiệt độ ra thì cái lớp giấy từ trong cục HME này sẽ giữ nhiệt độ lại, giữ độ ẩm lại ở đây, và cái khí hít vào cái tiếp nó sẽ trả cái lại cái gì, cái hiệu quả của nó. Ví dụ giả sử như được 70% đi, có nghĩa là ví dụ như khí thở ra nó có 10 mg nước, 10 mg nước thì nó hấp thu vô trong đó, thì khi khí hít vào quay trở lại thì nó trả được 70 mg hơi nước đó, là gọi là hiệu suất nó là 70%, nghĩa là được mừng lắm rồi. Cái cục này đó nó có một số chuyện sau đây. Chuyện thứ nhất đó là nó tăng khoảng chết, chút xíu mình sẽ nói khoảng chết ha. Thứ hai nữa là hiệu quả nó không cao, nhưng mình xài lâu quá lâu đó thì nó cái nào nó cũng không có giữ hơi nước được đầy đủ đó, thì nó sẽ làm cho bệnh nhân bị tắc đàm, đẹp phổi. Vậy thì một cục vậy thì thường thường hiện tại giờ người ta giới hạn ở thời gian sử dụng là 24 tiếng, nhưng mà nếu mà sử dụng nhiều ngày nhiều tháng thì mặc dù mỗi 24 tiếng đều thay á, mà vẫn gây ra tắc đàm, vẫn gây ra thay phổi, vẫn làm mất hơi nước của bệnh nhân. Cái thứ ba nữa là khi bệnh nhân ho đàm gì đó mà cái đàm của nó mà nó dăng vô trong cái cục làm ẩm HM đó, thì nó làm tắt cái lớp giấy mà trong HM nó sẽ như là tăng sức cản đường thở, làm cho bệnh nhân rất là khó để mà cung cấp khí vô trong cái đường thở bệnh nhân ha. Và một số cái chứng bệnh ha. Cho nên là nhất là luôn là đừng bao giờ sử dụng HM cho trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh. Mặc dù á cái hãng người ta sản xuất, người ta cũng có sản xuất cái cục HM rất là nhỏ, nó xíu rồi người ta nói là dùng sơ sinh, nhưng mà không bao giờ nên sử dụng cục đó cho sơ sinh. Bản thân của nó là thứ nhất là nó không cung cấp đủ gì khi độ ẩm lên, thứ hai là tăng sức cản lên, và thứ ba là tăng khoảng chết lên. Những cái đó là cái ưu điểm của nó là gọn nhẹ gì đó ha, những cái nọ nó không có bằng cái hậu quả nên là nếu mà tiếp có cũng xài. Rồi kế tiếp ta nói cái khoảng chết cơ học. Khoảng chết là gì? Và cứ tưởng tượng là
Ở đây là cái nói suy của nhân nói thảo. Ở đây là một cái đoạn, không biết các bạn bỏ cái gì vô giữa đây thì nó gọi là bản chất cơ học. Bản chất cơ học ví dụ như cục HM chúng ta để đây, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta tưởng tượng nha, chúng ta có một cục HM, thể tích của cục này là 30 ml, 30 ml ha, là thể tích thông thường ha, chứ không có đại gì đặc biệt. Cái HM của người lớn có khi là 70 ml, nhưng mà tôi tính là 30 ml. Nếu các bạn cung cấp một thể tích lưu thông cho một em bé lớn, ví dụ 300 ml đi, 300 ml mình bơm vào phổi nhanh nha, phổi nổi nha, thì cái 3 ml cuối cùng nó sẽ nằm đây, bơm vào phổi 300 ml thì 30 ml cuối cùng sẽ nằm đây. 30 ml này là 30 lít khí gì, khí tươi, khí sạch. Và khi bệnh nhân thở ra thì 30 lít khí tươi, khí sạch này nó sẽ chạy ra đầu tiên. Dạ, dạ thì được thay thế bằng 3 lít khí cạn ở trong cái nang ở đây. Và như tại cái viết thì 30 lít khí cạn này sẽ chui vô trở lại cái nang, đúng chưa? Nhưng mà nếu mà mình cài đặt một cái VT là 300 lít mà cái cục HM nó 30 lít thì ok, tại vì nó ít thôi, tỷ lệ nó không nhiều. Mà nếu các bạn cài đặt một VT là 50 lít mà cái thể tích của cái cục HM nó 30 lít thì đáng kể không? Quá đáng kể đúng không? Nếu mà coi như chúng ta mới chén cơm mà hết 2/3 là không ngủ rồi, còn ngày hôm trước hiểu nếu mà chúng ta cứ làm như hoài thì mình sẽ thấy CO2, tại vì cái khí từ trong mỗi bệnh nhân đi ra thì nó chứa rất nhiều CO2 đó. Nếu chúng ta xài HM, nói chung là xài cái gì đó mà gắn vô giữa đó thì nó sẽ làm tăng bản chất lên. Chỉ vì những cái gì mà ở bản chất, ví dụ như cục HM là hoặc là cái những ốc nó nói cái gì nó ta không biết đâu. À, tụi tôi cũng nhận rất là nhiều câu hỏi của các bạn từ khắp mọi nơi gọi về, sao em có bệnh nhân cứ CO2 hoài nó không có ra, làm gì nó cũng được ha. Rồi, chụp dùm tôi tấm hình, cầm như cả máy chụp tấm hình để về cái là tháo của cái gà xong mình gắn vô ha. Mình không biết nó là gì, mình gắn vô là không chết. Vậy thì bao nhiêu thì gọi là ý nghĩa, tức là nó trên 2 lít khí, trên 2 lít khí nghĩa là sao? Có nghĩa là cái cục HM mà thể tích là 30 lít đó, đó thì nó phải sử dụng một bệnh nhân 15 kg trở lên, chứ nếu mà dưới thì nó sẽ làm thứ sơ. Chúng ta phải tính tổng cho tất cả mọi thứ. Cái bài điều chỉnh CO2 máu tôi sẽ nói kỹ cái này ha. Là khoảng chết ha. Đôi khi cái khoảng chết đó nó là do những cái thiết bị rất là cần thiết, chẳng hạn như chúng ta đo cái capnography, tức là chúng ta đo CO2 khí thở ra đó. Không biết các bạn có bạn nào xài cái đó không? Tức là chúng ta đo CO2 gọi là ET-CO2 thì chính cái cục đó nó cũng có thể làm ra khoảng chết. Còn chúng ta hút tràm kính, hút nằm kính, ta làm ta nói cái bột nằm kính vô trong cái ống nội khí quản không gian thì ta làm tăng cái phần chất đó lên nha. Ví dụ vậy, đó là những cái chuyện mà chúng ta làm tăng phần chất. Như vậy thì giờ đối với tôi á thì tất cả các bác sĩ mà cho bệnh nhân thở máy mà gắn cái gì đó vô thì phải giải trình tôi là tại sao gắn nó thì có thể làm gì, là mình coi cái lợi của nó lớn hơn cái hại của nó không. Nếu mà thật sự lợi nó lên cái hại nó thì ok, hiểu ý mà. Còn nếu cái lợi của nó mà nhiều bằng cái hại nó thì tào tháo này đi. Tôi không nguyên cái rõ được những cái chuyện đó, nhưng mà phải có cái giải hạn thì tôi mới có thể tăng. À, rồi cái tiếp ta nói tới cái bộ dây máy thở. Bộ dây máy thở thì chúng ta về bộ dây máy thở các bạn phải nhớ có 2 cái đặc điểm mà phải nhớ, là thứ nhất là đối với nhi á, thì chúng ta có 3 cái cỡ dây khác nhau, một cái là cỡ sơ sinh, một cái là cỡ trẻ, một cái là cỡ người lớn, có 3 cỡ. Tại sao chúng ta phải nhớ này, tại vì nếu chúng ta làm ở bên hồi sức của người lớn chúng ta chỉ có 1 cỡ duy nhất thôi, tất cả người lớn xài có 1 cỡ, còn nít phải xài 3 cỡ. Vậy thì 3 cỡ nó chính xác là nó yêu cầu chúng ta sử dụng cỡ sơ sinh cho trẻ từ 7 kg trở xuống,
À, trẻ em thì từ 7 tới 25 kg, còn trẻ trẻ lớn, người lớn thì từ 25 tới 35 kg khác biệt nha. Những bạn nào mà sử dụng cái máy thở vừa tăng lên đến 60 và trên 60, nếu bạn lấy cái bộ dây máy thở mà bạn gắp lộn thì máy thở sẽ bị teo, nó không qua, nó mới chịu qua, hiểu không? Ví dụ nha, ví dụ các bạn cần giúp thở một trẻ sơ sinh mà trong tủ của bạn hết bộ dây sơ sinh, bạn lấy bộ dây trẻ em mà ráp vô, vậy mà khi bạn test máy bạn khai là trẻ sơ sinh, hiểu không? Mà trong quá trình test cái nào máy cũng phát hiện ra và nó không cho các bạn, tức là nó bị teo không cho mình qua, mà không qua được thì coi như là cái máy nằm chỗ đó chứ không có tài được, hiểu biết không? Những cái máy khác của hãng khác thì nó dễ, nhưng mà máy của người ta bên đây sẽ rất là khó, bắt buộc phải chạy đúng một cái nó mới chịu à. Nếu có điều kiện thì tôi sẽ test máy và tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái chuyện cái bộ dây. Thứ hai là mình có ba cái chất liệu tạo nên cái bộ dây máy thở ha. Cái liệu thứ nhất là bộ dây PVC, PVC tức là nhựa, nhưng mà giống như trên máy đang xài cái dây đeo đó bằng nhựa ha, bằng nhựa. Vì dây nhựa này có một cái đặc điểm rất là tốt, cũng như là sạch lần, tức là chúng ta xài xong rồi, sau khi xài xong chúng ta chỉ cần tháo ra trong quanh thùng rác là xong, không cần phải làm gì cả. Thứ hai nữa, một điểm thứ hai giá nó rẻ, trong khi một bộ dây silicon giá khoảng mười mấy triệu nha, thì bộ dây này chỉ là 200.000 thôi. Nó hay, nhưng mà nó có cái khuyết điểm là cái độ giãn nở của nó, tức là một bộ dây các bạn để ý là mỗi lần khi máy nó bơm vào phổi bệnh nhân đó, thì bộ dây chúng ta nó sẽ dài ra và nó cái tiết diện nó to hơn, hiểu không anh? Thì đó là gọi là phải chích nén đó, chút xíu mình sẽ tính phải chích nén, cái đó làm cho nó mất thể tích cung cấp bệnh nhân. Ví dụ như cái bộ dây thông thường, bộ dây này bộ dây này cái thể tích nén bộ dây thường thường nó khoảng 50 60 ml, 50 60 ml gì đó, có nghĩa là nếu chúng ta bơm vào khoảng 500 ml thì bộ dây nó lấy được 50 ml, còn cái được nhưng mà đó là thể tích chứ không có người lớn, người bốn lít thì ta nhà cơ thể 80 ml nó lấy 50 ml, nhiều nhiều ha, quá nhiều chứ ha. Rồi cái thứ hai là bộ dây gọi là bộ dây hai keo. Hai keo thì bộ dây này nó tương đối nó tốt á, tức là nó độ giãn nở không nhiều lắm, nó hấp được, nó đưa lại được, mà hấp vài lần nó bị hư là tại vì nó hơi giòn ha. Cái loại bộ dây thứ ba là dây gọi là silicon. Cái bộ dây silicon này thì ở nhiều một xài nhiều ha, độ giãn nở nó thì không nhiều, hấp đi hấp lại được, nhưng mà xài rất là lâu, một bộ dây có thể xài vài năm, 2 3 năm, 5 năm ha, tức là ta hấp đi hấp lại, đi hấp lại thì xài được ha. Nhưng mà nếu mà các bạn có kinh nghiệm xíu thì bạn để ý là mỗi lần cái bộ dây này mà nó dơ rồi đó, chúng ta đem đi sát khuẩn, tức là chúng ta đem đi rửa, chúng ta đem đi ngâm, chúng ta đem đi hấp đi sấy gì đó để cho nó sạch sẽ rồi quay trở lại sử dụng trở lại đó, thì cái tiền mà để làm cái đó nó gần bằng cái giá tiền chúng ta mua một dây sạc của mới, hiểu không? Giá tiền chúng ta mua bộ dây nhựa này là 200.000, thì nó làm bộ dây này xong hết chúng ta 170 180, không biết mà. Tức là cái bộ dây mà silicon mình dơ á, ta muốn quay trở lại mà nó sạch lại để xài như cái tiếp á, thì như một cái tính tốn hết tất cả tiền nước nôi quá chất điện đó rồi này kia nọ như thì cũng 170 180 này. Cho nên là quy tắc như một là giờ là gì, quy tắc trước dịch, trang dịch lòng sống trước dịch là trẻ em, trẻ trẻ lớn thì xài dây nhựa thấp, một dùng một lần không thấp, còn trẻ sơ sinh là xài dây silicon thấp là tại vì độ giãn nở nó thấp, nhưng mà nó không chuyện chính xác là vậy. Mà trẻ từ xa thì giám đốc bị bắt qua tên giám đốc một họ cũng mua
tất cả đi ở tại vì con các bạn. À, đúng nhất ha, đúng nhất là tài nhìn sư con cho trẻ sư sinh nha, trẻ sư sinh nha, tại vì đổi nó kém cho nên nó không có lập thành cái máy rồi nha. Có một chuyện đó là bù để cái máy tự động đó, tức là cái máy tạo nó biết bù để cái máy tự động không, tức là vậy nè, máy tạo nó phát hiện để cái máy bây giờ nó biết bù không. Ví dụ như máy phát hiện ra cái bộ dây đó độ giá mở là 50 ml thì máy nó biết bù cái máy, có nghĩa là mình cài đặt VT là 400 thì sẽ ra VT nó sẽ bơm vào bộ dây này là cái VT là 50 để gì để cái bộ dây nó 50 thì nó còn 400 nó sẽ đúng thì bạn nghe đó là gọi là máy phù với máy tự động. Thì hầu hết các máy thở gọi là hiện tại đó thì đều biết phù là cái máy tự động hết rồi. Nhưng mà vấn đề là mình mua hồi năm nào, nếu mình mua cách nay thì 20 năm thì không có máy nào biết phù hết trơn. Những thời gian những máy chúng ta mua là gần đây nó mới có tính năng đó, hiểu không? Cái điểm thứ hai đó là chúng ta phải test bộ dây. Ở đây là cái test của cái bộ dây, ví dụ đưa thằng bên nhé 80 nè, ta chỉ có việc test xong thì mình sẽ thấy nó có một cái thông số gọi là tôn lên của bộ dây này. Tôn lên bộ dây này là 1.83 ml nước, yeah. Tức là cứ mỗi cm nước thì bộ dây nó nở được 1.83 ml, nhiều ít cũng trung trung thôi. Vậy thì mình cài một cái pi là 20 cm nước vậy thì bộ dây này sẽ giãn nở được khoảng 36 ml, hiểu đúng không ạ? Nhân 20 lần. Vậy thì mỗi lần chúng ta bơm vô một, ví dụ chúng ta cài cái 100 thì máy sẽ bơm vô khỏi khỏi nhân 136 ml, chứ không phải 100 nữa mà 136. Đây khi để bộ dây giãn nở ra 36 thì còn 100 nó bơm chính thức, nó bơm khỏi nhân, hiểu không ạ? Thì cái máy đó gọi là máy bù để cái nét tự động. Muốn cái máy nó bù để cái tự động thì điều kiên quyết là phải đi test máy trước khi mỗi lần sử dụng. Tức là cái máy đang phát tới vui vậy, các bạn cắm điện vô, bạn bật máy lên, bạn ráp dây vô, bạn phải làm gì nữa, test máy thì mới sử dụng thì nó mới có thông số này. Nếu các bạn không test mà các bạn sử dụng luôn để nó đâu có thông số này, mà không có thông số này cho nó biết phù, tức là bệnh nhân nó bị gì, bị mất cái test máy nếu chúng ta không test. À, vậy thì hỏi các bạn, thực sự là hỏi các bạn, hỏi chơi cho vui thôi, em có làm gì máy thở không? À rồi, ok, không hỏi đi, đứng đứng lên, đứng lên ngồi xuống, có gì vậy? Em thấy trong khoa em tất cả những cái máy thở mà sử dụng bệnh nhân thì đều có test trước khi sử dụng. Ồ vậy được không? Là để mình học. Thì vậy là một cố gắng đi lắm mà cũng không làm được. Thì nó có chữ là always đó, là luôn luôn là, hay là sometimes, hay là vì công ly never em quen đã gì à không được, tức là song thai. Ví dụ như là mình luôn luôn làm, tức là 100% mình có làm ha, còn việc công ly tức là thường xuyên làm nhưng mà 80% ta còn 20% nhận làm, còn song thai chắc là 20% làm còn 80% không làm, đúng không? Còn never tới có những bệnh viện không có làm nha, để cho bạn nào kiên nhẫn mà giơ tay. À, ví dụ chúng tôi chuẩn bị làm để test máy đó, chạy đây mình test này, chạy test nó fail, nó xài được, bình yên là never thua. Rồi, chúng ta sẽ có hai cái loại nồi, cái nồi mà để đun, chứa nước để đun đó, thì một cái loại là dùng cho trẻ em, nói chung trẻ trẻ sinh sinh tại M340 gọi là M370 cho người lớn. Chúng ta có thể sử dụng cái nồi của con nít cho người lớn nhưng mà không thể sử dụng cái nồi của người lớn cho nó, lý do là sử dụng cái nồi của cái nít nét rất là lớn. Và thứ hai nữa là cái cơ nó cũng không nhạy, nó làm cho cái cơ nó mất nhạy đi, tại vì cái nồi nó nếu mà nó lớn quá làm cái cơ nó nhẹ, cho nên là ta có
ở Ba Vương mà cứ lấy cái nồi lớn mà dùng cái nhỏ là không như bị tiền cái đua cuối tháng mất dữ liệu. Như là từ hạng A xuống hạng B mất khoảng triệu hơn hơn triệu phút. Cái này riêng gác lộn. Cái này bỏ qua A. Thứ ba nó bù thất thoát. Bù thất thoát. Bù thất thoát có nghĩa là gì? Tôi ví dụ nha. Các bạn bơm một thể tích là 200 lít cho bệnh nhân mà các nội khí quản của bệnh nhân á nó không muốn chèn, phải hiểu không ạ? Cho nên mỗi lần mỗi nhịp thở máy bơm ra thì nó thất thoát ra ngoài, nó bị rì rò rỉ ra ngoài đó 30 lít ví dụ vậy, thì chính thức còn 170 lít là cung cấp được cho bệnh nhân đó, hiểu không ạ? Tức là một nhịp thở thì mình đưa vào mỗi bệnh nhân là 200 lít, nhưng mà bệnh nhân chỉ nhận được 170, còn 30 nó thoát qua nội khí quản ra ngoài. Nha, cái đó chuyện rất là thường gặp ở trẻ trẻ em, tại vì trẻ em thì đặt nội khí quản không không chèn, hiểu được chưa? Vậy thì một cái máy mà nó biết bù thể tích thất thoát tự động đó, thì có nghĩa là mỗi lần nó bơm vậy thì nó đo cái bệnh nhân nhận được, cái sẽ đo cái nó bơm vào mà thấy mất thì nó sẽ bù vô. Ví dụ nó bơm vô 200 mà thấy bệnh nhân nhận được có 170 thôi, hiểu như chưa? Thì khi mình mở cái tính năng lead automation này lên thì nó đo được mất là 30, thì nó ai gì nó bơm vô 200 nó bơm 203 để cho bệnh nhân còn nhận được như 200 theo ý nó suy nghĩ, thì cái máy đó là máy biết bù tĩnh tăng tốc một cách tự động, hiểu chưa? Thì những cái máy ở hiện đại mới có sau này thì nó biết bù hết, nhưng những cái máy cũ lâu quá thì không biết bù nha. Tính năng này rất là quan trọng đó em á, tại vì em phải luôn đặt vào cái bản không biết kè. Cái kế tiếp là cái loại tích cơ, cái này chút xíu mình sẽ học, nhưng mà nói chung là chúng ta sẽ có hai loại tích cơ, một gọi là tích cơ áp lực, một cái loại là tích cơ lưu lượng ha. Thì cái loại tích cơ áp lực á thì bệnh nhân muốn tích cơ được, bệnh nhân phải thích đây là cái bộ dây á, qua hít vào và thở ra, bệnh nhân muốn tích cơ bệnh nhân thích. Khi bệnh nhân thích thì áp lực trong bộ dây này nó sẽ âm xuống, nó giảm xuống, áp lực trong bộ dây giảm xuống thì cái bộ phận mà đo áp lực nó sẽ nhận được cái tín hiệu là giảm xuống đó, thì nó sẽ báo về trung ương để làm cho mở cái van vào khí nó mới đi vào phổi bệnh nhân. Đó là cái là chúng ta sẽ có 6 cái thì các cái giai đoạn, đó nhất là bệnh nhân thích, bệnh nhân thích là một đúng không, bệnh nhân thích thì áp lực cho bệnh nhân sẽ âm là hai, áp lực dây âm thì bộ phận nhạy cảm để nhận được áp lực âm là ba, nhạy cảm áp lực âm nó báo gì trung ương là bốn, trung ương sẽ ra lệnh xuống mở cái van hít vào là năm, mở hít vào thì khí nó mới chạy vào phổi bệnh nhân là sáu. Tức là khi bệnh nhân thích những cái mà có cái khí nó vô trong phổi bệnh nhân phải qua 6 bước, đó là 6 bước. Cho nên là thời gian của nó đáp ứng rất là chậm và bệnh nhân sẽ tốn công rất nhiều. Còn khi mà tích cơ lưu lượng đó thì trong khi thở ra thì luôn luôn có một dòng khí di chuyển từ ra, tức là từ qua hết vào qua bên thở ra, ví dụ nó di chuyển với tốc độ là 5 lít phút. Nếu mà ở bên này là đo 5, bên đây là đo 5, tức là bệnh nhân không thích. Còn nếu một lúc nào đó anh em đo 5, bên đây đo còn 3 thôi, tức là mình biết mà mình biết mình có, thì tích cơ kiểu đó là tích cơ lưu lượng hay tích cơ dòng. Thì tích cơ dòng nó luôn luôn có một cái dòng, một cái lưu lượng gọi là bias flow nó di chuyển trong đó, cho nên là tương nhiên tích cơ là coi như bệnh nhân có nhận được khí liền, hiểu chưa? Mà cho nên là bệnh nhân không cần tốn công thở nhiều, tích cơ nó nhảy ra. Do những cái đó thì tôi thì có thể nói là tốt nhất đó là chúng ta nên chọn cái lưu lượng cho tất cả các em nói chung ha. Nhưng mà không sao, cái này thì mừng quá, tại vì cho đến bây giờ thì tôi đi khắp mọi nơi thì thấy ai cũng dùng cái cơ dọc cái lưu lượng hết rồi, không ai dùng cái áp lực nữa ha. Mừng con số một bề tổ thôi, diễn chưa thay đổi, nhưng mà không sao, không qua các bạn có thay đổi ha. Cuối cùng là cái processor nó nằm đâu, các bạn tưởng tượng ha, tưởng tượng chút
Đây là bệnh nhân nằm ở đây, và cái bộ phận mà nhận biết bệnh nhân có hít hay không là cái flow sensor nó nằm ở trong đây, nó hiểu không ạ? Nó nằm trong máy thở, với so với lại cái flow sensor nó nằm ngay chỗ cái đầu ống nội khí quản, thì cái nào nhạy hơn? Ngay đầu ống nội khí quản nhạy hơn gì? Thì bệnh nhân hít thì nó sẽ phát hiện ngay liền, nó hiểu không ạ? Vậy thì ở trên đời này nó cũng có hai loại flow sensor đó, một cái loại là nằm phía trong máy thở và một loại nằm ngay đầu ống nội khí quản. Thì cái flow sensor mà nằm ngay đầu ống nội khí quản nó gọi là proximal flow sensor, tên nó là proximal flow sensor. Và như vậy thì chúng ta phải nói chung là chúng ta giúp thở cho trẻ sơ sinh thì chúng ta mua cái loại đó, chúng ta phải mua cái loại mà nó kết nối với ống nội khí quản. Bác nội khí quản ở đây thì flow sensor nằm đây, nó sẽ nhận thấy bệnh nhân rất là nhạt, hiểu không ạ? Tức là bệnh nhân thích nghe ở dưới biết gì, vì trẻ sơ sinh là bắt buộc phải mua loại mà có proximal flow sensor. Ai mà đang ở nhà mà có máy thở sơ sinh mà không thấy cái cục này á, mà biết máy mình không thích hợp với bệnh nhân của mình, cho mình như đồng một thì 100% là máy không thích hợp á, không có máy nào tốt được. Các tỉnh thì có mà như đồng một không có, đặc biệt cái chỗ mà dạy kinh điển nhất là có gì cần. Khi mà chúng ta có flow sensor đó, ta mới biết được một chuyện là cái thể tích mà cung cấp cái gì thì nó vô trong phổi, gì thì nó không vô. Ví dụ nha. Bạn tưởng tượng là các bạn đo là cái thể tích mà cung cấp ở đây, cái đầu bộ dây đó, người ta cung cấp cho một bộ dây trẻ sơ sinh, cho một bé sơ sinh, và cái phổi mình nằm đây. Ta lấy một cái flow sensor để đây, và một cái flow sensor để đây. Và khi ta bơm ở đây 10 ml nó ra nha. Mình tưởng là 10 lít sẽ đi đến phổi nhanh, không phải. Nếu mà cái cơm gian phổi nhân tốt, tức là cái cơm gian mà của cái phổi nhân mà tốt á, thì nó vô được phổi nhân là 5-4 thôi. Còn mấy đứa mà bị bệnh mà trong cơm gian nó xấu á, tức là phổi nó cứng, phổi nó lan tỏa, nó bị thâm nhiễm lan tỏa, nó vô trong phổi nhân có 2-9 lít, còn 7 lít khác nằm dây, nằm ở dây chứ không vô. Lý do là sao? Lý do các bạn tưởng tượng là một bộ dây nó có độ dẫn thở là 1-2 lít xanh mét nước, còn cái phổi bệnh nhân chỉ có 0.5 lít xanh mét nước thôi. Thế nên phổi bệnh nhân còn cứng hơn dây nữa. Mà dây thì nó mà như vậy thì khí nó ở chỗ nào? Hả? Khí ở chỗ nào? Chỗ nào mềm hơn thì nó ở chỗ đó. Đúng chưa? Thấy không? Về nhà mà vợ khó quá thì ở nhà bồ xứ bồ dễ không được, vì cái hệ thống này nó không với nhau mà, vì bộ dây mà nó mềm hơn cái phổi bệnh nhân thì nó biết nó nằm trong không vô trong phổi, cho nên nhiều khi các bạn thấy mình cài đặt để tích cái tâm rất là đúng, mà của sao cho bệnh nhân mình nó cứ ứng siêu hai hoài, tại vì khi nó đâu có vô trong phổi đâu, nó nằm ở trong ở ngoài bộ dây. Vậy thì sao mình biết? Chỉ có cách là mình gắn vô sinh toàn nằm đây mình biết thực tế bao nhiêu biến dụng của cái thế này rất là cần, rất cần nhưng mà như là một nó như xài nên mua cái này mua máy mua cái gì vô không cuối cùng nó có vô sinh toàn nào mà có thì kiếm đi các bạn người ta lên thử qua đi tìm kiếm có cái máy nào gì không, không có nha. Cái vô sinh toàn nó dễ một cái điểm gì là nó dễ bị hư, tức là nó nằm ngoài cho nên rất là rất xuống như vậy thôi, mà cái tuần sau đó khoảng 2-3 triệu gì đó, nha, hư thì thay cái khác thì không chịu, tại vì nó dễ hư quá nên không thay, không thay thì sao? Thay thì biết tôi đây là đó là một cái thường ha, nói chung là một số cái tính năng mà nếu các bạn muốn làm cho tạo máy cho các em mà tốt thì mà phải làm cho các bạn có còn hỏi gì mà những câu hỏi không nhỉ?
Có bạn thấy mình đang trạng thái thở gì, có vấn đề gì trục trặc, vấn đề gì cần hỏi thêm bạn cũng hỏi. Và là cái thời gian bốn lần luôn tiếp có hỏi gì không để bạn hỏi chứ không biết bạn hiểu gì nếu không được em. À hỏi luôn không biết hỏi okay, thì nói về tức là mình muốn biết á, thì mình ví dụ biết chỉ cần Google ví dụ thôi, nhưng mà thường thường đó là nếu mình thấy cái nồi nó thường thường nó có nhãn ha, ví dụ nó để đây, ví dụ mình biết sơ keo rồi nó có một cái mã của nó, ví dụ cái mã gì đây thì mình vô website của CBL CBL.com đó, các mình vô chỗ đầu đó mình coi coi cái server đó là mã số gì mình tìm kiếm, còn không thì mình có cái hộp mà lúc mà mình mới lấy nó ra cái hộp, trong cái hộp nó cũng có một cái tờ insert giống như là cái hộp thuốc, lấy cái đó ra cái đọc khó lắm mà chưa hiểu không ạ, còn không thì ta nhớ mang máng là máng tôi là mắm mà của người lớn, cái nồi của người lớn thì cái nó khoảng 400, còn cái nồi của mình như nãy thì khoảng 130 tới 170 gì cả, còn cái này nó nằm giữa 300 gì ví dụ, nhưng mà muốn chính xác nó còn cái đó dễ mà ha, ta vô Google ta sao cái đó tìm thì sẽ có ghi cái tích cái đó, tại vì cái chúng mình nó có mã số mà nha. Em ok cảm ơn em rồi, cảm ơn trả lời câu em, các bạn biết là ví dụ như cái máy này là nó có mươi này nè, ở phía đằng sau nó có một cái cổng này để kết nối với pro sensor proximal sensor đó, nó cổng vậy chúng ta đưa ở đây nó sẽ có cáp nó gắn vô cái pro sensor ha, là ra được cái đo như vậy thì một máy thở kinh điển nó có hai cái pro sensor rồi, một cái đường hít vào cái đường thở ra ở đây có hiểu không ạ, nếu chúng ta gắn thêm một pro sensor proximal nữa thì khi nó cắm vào đó thì nó lấy tín hiệu của proximal sensor để mà nó lấy tín hiệu đó chứ nó không có lấy tín hiệu của cái sensor nào ở trong máy nữa, có hiểu gì đó mà, tức là cái máy này là nó chấp nhận gắn kèm vô sensor proximal sensor ở ngoài thì hiểu được chưa, rồi thứ hai nữa là cái proximal sensor nó cũng tùy thuộc vào hãng thì nó mỗi hãng nó có một khoảng chết hiểu không, thì nếu một khoảng chết của cái sensor mà cho sơ sinh á thì nó chỉ không cách mấy cái lít à, thấy gì chứ nó nhỏ lắm, tại vì sao coi cái hình này ha, đây là cái processor của hãng Dragon mà của người lớn thì nó dày nhưng mà của con nít ấy. Thì cái đầu nó là cái quả lớn này mình đưa ra cái nó hẹp lại thấy không, nó hẹp lại dài cái khoảng này giữa rất là nhỏ, tổng khoảng chết nó khoảng 0,9 mm rất là ít, trong khi một cái processor lớn của người lớn này thì nó khoảng 10 mm, processor của con nít rất là ít, cho nên thì cái người ta sẽ chết thì theo cái độ tuổi bệnh nhân mà, cho nên là không 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 cần phân tích. Rồi okay. Câu thứ hai là gì? Đầu đó là chờ cái cứu mà không không liên quan chuyện nào mà gắn proximal lên sensor nằm đây nó không liên quan nha, còn nếu mà em lấy cái nồi to cái này mà em xài ở trong này mình biết tại cái cơ đang có áp lực á thì cái việc đầu tiên bệnh nhân muốn hít mà áp lực nó thâm xuống đó thì hiểu không, mà nguyên cái bộ dây rất là lớn, cái tưởng tượng nè cái bộ dây là bộ dây của người lớn, mỗi lần người lớn hít thở thì hít thở một VT khoảng 500 ml, bộ dây của người lớn đó mà cho bé sơ sinh mỗi lần bé thở có 30 ml 20 ml vậy thôi, vậy thì không thể nào
cùng tạo được một áp lực âm bằng nhau thế. Để giờ theo mình nhận thức cách quá mà cách quá làm sao tạo được áp lực âm được? Bộ áp lực trong một liên ống âm đúng sao máy là nó thấy có hiểu không ạ? Tức là nếu chúng ta xài bộ dây kích cỡ lớn sai kích cỡ thì nghe mình sẽ xài kích cỡ được nữa là coi như cái khô trong mà một số bác sĩ sẽ đề dẫn là xài kích cỡ được tại đó cộng với bệnh tế bào thì nó sẽ nhiều. Tại cái cơ lưu lượng đó thì nó ít ảnh hưởng, mà nhất là tại cái cơ lưu lượng mình phải xài ở đầu nó kết quả thì nó không có cuộn dây. À, ở đây có nói tức là nếu mà chúng ta xài cái cơ nằm ngoài nè là nó không có ảnh hưởng tới cái nén và cái cơ rất là nhạy. Dạ, nó không ảnh hưởng cuộn dây. Tức là nếu mà xài vậy chắc chắc mỗi dây luôn, mỗi dây gì cũng sao nha. Nếu chúng ta có xài chiếc ở ngoài rồi, chúng ta có hỏi gì nữa không? Mấy bạn có cần nghĩ lao không? À, rồi tôi sẽ nói tiếp bạn nghe ha.